chị có thể đăng ký tên bằng đường dẫn như sau: www.com/www. Và anh chị nhấn vào nút subscribe nếu dùng phiên bản tiếng Anh hoặc là tiếng Việt thì đã là đăng ký. Hoặc nếu anh chị đang trên một video nào đó để đăng ký thì anh chị có thể nhấn vào cái nút subscribe và đăng ký. Và nhớ là đăng nhập tài khoản Google thì mới đăng ký được nha anh chị. Khi anh chị đăng ký thì nếu có video mới được cập nhật một lần thì anh chị sẽ nhận được thông báo qua email. Như vậy anh chị sẽ không bỏ sót những video chia sẻ từ kênh Đức Đi Vinh. Thì chủ đề hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng Adapt trong cuộc web. Thì trong cuộc web nó đã có hỗ trợ cho chúng ta việc sử dụng Ajax này. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng Ajax trong cuộc web là như thế nào, thì thông qua một cái ví dụ để anh chị có thể nắm được. Đây, tôi sẽ lấy cái ví dụ cái web mà tôi đang quản trị. Đây là một cái plugin mà tôi đã viết cho trang web Yodio.net. Cái chức năng của plugin này là tự động. Nó có hai chức năng. Nhanh thứ nhất là tự động lấy video theo keyword, theo 5 phút, 10 phút, 20 phút, 25 phút, không vâng, cho đến 4 giờ. Thì tệ là chức năng này là tôi không có enable. Thì anh chị có thể tạo một cái item. Hãy tầm ví dụ như anh chị đang làm về cái chủ đề là ví dụ như Hà, đúng không? Thì anh chị sẽ là Hà Hoài Linh, Hà Trí Tài, Hà Tường Giang. Ok, và cái mục tiếp theo là inbox number là tổng số tôi chọn 20. Qua đây chọn nhưng mục để nó tự động bóc rồi. Qua chọn user để xuất bản. Và ở dưới cái bóc tới tới anh chị có thể chọn là xuất bản ngay hay là lên lịch bóc bài, vâng vâng. Và sao cho phép auto là cho phép chạy là nếu anh chị biết cái bùi nó là không chạy anh chị sai. Đây, bây giờ chúng ta phải đi vào cái vấn đề chính của chúng ta là hướng dẫn cách sử dụng hoa giác của web. Thì nãy giờ tôi mới nói về cái chức năng của plugin thôi, chưa nói về cách sử dụng hoa giác. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu để tôi mở Chrome thì nó có thể cho chúng ta cách
để cắt lỗi về để qua xử lý sẽ tốt hơn. Anh chị nhấn xuất cần câu ấy để bật cái trình điều khiển lỗi của Google Chrome ra. Thì những cái lỗi này thì nó không có quan trọng nha anh chị. Những cái lỗi như báo không báo mà lỗi này nó không quan trọng. Hiện tại ra anh chị khi view anh chị sẽ thấy đây nó sẽ thì anh nó sẽ có một code là detoy, đây chính là cái ID của một cái item được viết hay là item quản trị với key này anh chị này, key này để nó search trong cái cơ sở dữ liệu của YouTube đấy, rồi nó sẽ lấy những cái bài của cái key này. Ví dụ thì anh chị bấm vào đây nhé, đấy thì nó đã lấy được bài 20 bài thì nó sẽ hiện lên cái nick, có nghĩa là chúng ta đã sử dụng address không phải là tròn. Thì đây là mở ra lấy về được rồi đấy chị nam. Đấy lấy ngay tức. Rồi. Thì để sử dụng Ajax thì anh chị biết là Ajax là em có một cái gọi là cái ngoài khi có một sự kiện, ví dụ như clip, đây là sự kiện clip hoặc là cái sự kiện bất sự kiện gì của cái tên cái cứ một sự kiện gì anh chị kích hoạt và nó sẽ gửi một cái xử lý đến server và server sẽ xử lý sang và trả về cho chúng ta kết quả. Thì nguyên tắc làm việc của Ajax là như vậy. Đây. Thì để sử dụng Ajax anh chị cần tạo một cái file JS phục vụ cho công việc xử lý các mã do qua xử lý. Thì anh chị sẽ khai báo là khai báo bằng cái function là tv register script và cái function wv np script. Thì cái function này là nó để khai báo và function này nó sẽ đang include cái getnow.js này vào trong cái này của chúng ta. Vậy thì chị bấm phần chỗ U và bấm cái thì getnow nó sẽ được đặt để sao nó được include vào cho chúng ta. Và sử dụng Ajax thì đây anh chị lưu ý cho từ cái function này wv lao tay gì đây script, cái này anh chị nhớ nha. Thứ nhất là cái này cái handle cái này là giống như cái id mẫu file được quản lý một đoàn id. Nếu có hai file mà trùng thì nó sẽ chỉ hiện ra một file thôi đấy nha. Giờ đây anh chị lưu ý cái ID này và cái đấu số kế tiếp của cái form này chính là cái object. Cái này là này, rồi sẽ mở ra cái file JS để giải thích cho anh chị. Đây cái này nè thì sẽ được đây thì thấy là đây câu lựa mình ấy URL đấu số của Ajax ấy thì nó sẽ được tỏ bằng cái thuộc tính là chấm
cái mọi giá cũng tùy cái đặt nên tỷ phải hay báo giống như vàng. Qua khi một sự kiện kích được kích hoạt, ở đây là sự kiện xử lý, thì những cái mỏ xử lý như sau. Tôi xin giải thích sơ qua trên tỷ nắm. Thứ nhất, khi mà bắt đầu chúng ta click vào cái này thì nó sẽ lấy ID, data ID, có nghĩa là cái ID của cái item mà quản lý cái keyword này. Đấy, thì nó sẽ lấy bằng cái thuộc tính là data ID. Sau khi có ID rồi, nó sẽ hiện lên một cái lệnh, cái lệnh là đoàn lái. Đấy, sau đó là tới phương sức ở giáp của chúng ta. Đây là cái công việc chính của chúng ta là thứ nhất là phương sức, là phương sức pop, có thể là get vân vân. Của URL của chúng ta là cái đường dẫn đến cái mỏ xử lý đấy, là chính là cái này đây, để báo như thế này. Và data thứ nhất là action này anh chị sẽ đây báo nhá. Action này nó sẽ được phụ cho việc này thì hai là cài action này này. Vì đây YouTube get now này, cái action này là nó để quản lý cái việc thực hiện cái function đó, get now function này nó có những cái mỏ xử lý này. Nếu trong cái dự án như bê thần thì đây chính là một cái file, đúng không? Thì sẽ gọi ra một file riêng, nhưng mà đây là nó sẽ gọi ra một cái function thôi, function get now. Đây, đây là đang làm trong hệ backend, có nghĩa là đang ở trong admin này. Anh chị chỉ cần add vào cái hook này thôi. Hook này là nó phục vụ cái admin mình. Nếu anh chị lồn ở ngọt của Long An, có nghĩa là ở phía người dùng ấy, thì sẽ bật luôn hút này, hút này lên. Thì sử dụng iPad thì trang trực tết thì nó sẽ thông qua một cái function, thay vì là một cái file giống như trong các dự án BSB thần của chúng ta. Tôi sẽ lấy thêm một ví dụ về sử dụng AGAP trong một test để anh chị có thể thấy được cái hiệu quả khi sử dụng AGAP. Ví dụ như một cái dự án mà tôi đã thành lập. Và anh chị sẽ thấy là khi chúng ta nhập một cái từ khóa để tìm kiếm, ví dụ như đấy, thì tự động sau khi cái sự kiện, trong những sự kiện blog của chúng ta đó được kích hoạt thì nó sẽ gửi một cái đoạn mã do WhatsApp của chúng ta đến nhà server. Ví dụ như là anh tự ra nó sẽ gửi, thì toàn bộ những cái code này sẽ được viết như sau. Tôi xin chia sẻ để anh chị có thể hình dung rõ hơn.
Tuy đầu tiên sử dụng Agat thì anh chị bạn nhớ rằng các file xử lý của chúng ta vẫn là cái file JX, file chính đấy. Đây, cái sự kiện ở đây là sự kiện chắc trong clip. Sự kiện này là khi nó sẽ tự động, nó trong tự động hoàn thành đấy. Thì máy cái này anh chị có thể tự nguyện, tôi chỉ nó đang phương thức chính này, họ ra. Thì hồi nãy ở đây là phương thức bóc, thì đây anh chị có thể đây là phương thức ghép. Và URL của chúng ta thì cũng tương tự để ha. URL đó thì đây chính là nó tỏ ra một file đó. Thì anh chị cũng khai báo giống như vậy thôi. Thứ nhất là cái file xử lý của chúng ta. Mang cái function là W register series đây, đăng ký xong rồi. Đăng ký cái này rồi cái này sẽ include đây. Include là vào cái hình nhà. Include vào cái này của chúng ta. Include vào cái nhà. Mã JS vào cái size của chúng ta. Thì có thể set bằng cái key này là handle anh. Set bằng cái style. Nó sẽ tự include qua đây cũng tương tự một cái function là thứ nhất là handle của cái này đang là đánh cái update này và cái object overload và file xử lý của chúng ta đấy. File xử lý này ở trong update là nó quy định là admin object này do đó khi mà chúng ta sử dụng ở phía người dùng, ở đây là ở phía người dùng thì anh chị sẽ sử dụng thêm một hút, hút này hai hút này sao ta hai hút này nó sẽ cái chức năng này nó sẽ gắn vào chức năng mà ta biết này chính là những cái mỏ xử lý đó. Thì khi người dùng nhập một cây tìm kiếm ví dụ như máy đấy, thì nó sẽ vết để lái được cái cây đó, rồi sau cái cây đó nó sẽ tư vấn một cơ sở dữ liệu và nó tỏ về cái quả của chúng ta. Đây là cái quả Johnson, cái quả Johnson này nó phục vụ cho việc được vì cái việc cách tư vấn của cái thứ gì nào dòng họ này nè. Thì anh chị có thể tìm hiểu về cách sử dụng mấy cái mỏ này ở trên mỏ chấm thứ này ta. Thì qua hàng cái ví dụ thì anh chị sẽ thấy là việc sử dụng Agat trong cuộc lấy nó phải đỡ tốn trăm hơn sau lúc chúng ta dùng các dự án bị bình thường ha. Trang dự án bị thường ta phải gỡ đến một cái URL, một cái file
duy nhất không phải để xử lý mọi lạc tồn ở trong một rác, nó phải gửi tới một cái file đó là admin object. File admin object đây. Qua trang file admin object này nó sẽ được xử lý qua các function, qua function dán vào hook của chúng ta. Bài thơ sẽ tóm lại: để sử dụng object trong trang web thì anh chị phải làm như thế nào? Thứ nhất là đầu một file xử lý mọi giấy mở double split tạo xong là anh chị sẽ include vào hết quẹt và cút từ hết là nó include chỗ nào anh chị nhỉ? Hết là nên global tăng cái đoạn này từ cái tab hết là còn footer thì nó sẽ include anh từ trước thẻ body nè thì việc global hết hai footer thì nó phụ thuộc vào cái này anh chị đấu số của function này. Nếu hiện tại là tôi đây trâu là nó sẽ include footer và con nó sẽ include phần hết phần ta thì tùy mẫu cái mỏ gx nếu include phần hết nó sẽ ra là lỗi thì anh chị có thể include footer đó. Tồn file rồi include file rồi tiếp theo thì anh chị sẽ include này sẽ sử dụng có ba hồn sao ba cái hồn sao để include. Thứ nhất là cái hồn w vx w này, thứ hai là cái và thứ ba là cái này. Chính là cái URL xử lý đấy. Và tất nhiên những cái này thì anh chị bỏ ra một function, sau đó sử dụng cái sự kiện anh sự kiện này để cái sử dụng cái hook này để map cái function mà include với cái mọi gì này qua tại nó là ở đây là tôi viết ví dụ là class. Nếu anh chị viết ví dụ function thì ở đây nó sẽ bỏ đi cái này, nó bỏ nó chỉ có thể mà thôi. Sau khi lâu rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái file JS của chúng ta để viết
dễ dễ nhất. Mấy cái là mấy cái mở khó thì tao không nói thêm nha, tao chỉ nói phần này thôi. À, thì cái trung tâm của nó là này, phương thức thì có thể là pop và cái url ở đây, à cái data là trong phần action nha. Action chính là cái hút xử lý của chúng ta đấy, và những cái con số pop là chỉ có một con số id và một cái function xử lý, function xét xét đây. Thì cái iPad việc xử lý iPad trong iPad thì nó thông qua thứ nhất, bước thứ nhất là tạo file JS này, bước thứ hai là để include nó vào, là include thông qua có cái phần sần này, bo cái phần sần này. Nếu là trong bất minh thì nó cái này nó hút này sẽ là dài nhé. Nếu mà em từ lâu trong ít minh ấy thì hút hút ít sinh là hơi dài. Thì anh chị nhớ cái hút này nha, nhớ à, ừ nhớ hai hút này. Và đây thứ hai cái này nó nằm trong bước thứ nhất. Và bức thứ ba là anh chị viết viết một person để xử lý. Thì person đó là như thế nào là tùy anh chị viết. Và thứ tư sử dụng gắn các function này vào hút đó theo bộ hút chúng ta đặt hút là này, hút action này thì hai cái hút anh chị cần nhớ đó là này. Hút WAZ và WAZ now create ở phần này là anh chị sẽ nhớ nhé. Hút hai cái hút này anh chị còn nhớ hút tay nào, hút tay nào, sử dụng tạo admin, hút dấu là sử dụng cho phía client, mà để nếu thì xử lý cái client thì sử dụng hai hút này nữa thì nó có hiệu quả. Và điều lưu ý thứ năm là ở cuối function xử lý của chúng ta phải gọi một cái
thôi chậm chạp gọn, lại thêm cái này ra tắt à, cuốn mở cái function xử lý chúng ta, chúng ta phải đẩy cái đai này ha. Thì tôi sẽ nén cái file này lại và anh chị có thể tải cái file này dưới video nha. Thì bà hướng dẫn cách sử dụng WhatsApp của tôi đến đây là hết. Anh chị nhớ subscribe, đăng ký kênh nha, để theo dõi những video chia sẻ kế tiếp của tôi. Chào anh chị và hẹn gặp lại.